Xin kính chào quý vị các bạn. Không khí lạnh suy yếu, trưa và chiều nay miền Bắc trời có nắng nhẹ với mức nhiệt cao nhất ở khu vực phía Đông sẽ tăng lên ngưỡng từ 27 cho tới 29 độ. Riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, nhiệt độ sẽ trong ngưỡng 29 cho tới 31 độ. Như tại thủ đô Hà Nội, sáng sớm nay thì trời còn nhiều mây và lạnh. Tuy nhiên, sau 8 giờ sáng, nắng bắt đầu xuất hiện, nhiệt độ tăng dần. Đến trưa chiều nay thì sẽ quanh mức từ 28 cho tới 29 độ. Mưa ít có khả năng xảy ra, nên thời tiết cơ bản là thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân. Trong khi đó, tại khu vực miền Trung, mưa có xu hướng giảm nhanh ở các tỉnh phía Bắc. Chỉ riêng các tỉnh từ Quảng Bình xuống tới Khánh Hòa vẫn đang chịu tác động của nhiễu động gió đông, nên trời tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Thời gian mưa chủ yếu vào chiều tối, người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn dông. Như tại thành phố biển Đà Nẵng, cơn mưa to vào tối qua đã gây ra tình trạng ngập úng, người dân đã phải sơ tán trong đêm, cuộc sống bị đảo lộn. Đến ngày hôm nay, trời giảm mưa hơn, có mưa nắng đan xen, nhiệt độ cao nhất có thể đạt mức 30 cho tới 31 độ, sau đó vào chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Dù lượng mưa được dự báo là giảm đi so với ngày hôm qua, thuận lợi cho người dân khắc phục hậu quả mưa lũ đêm qua. Tương tự, ở phía Nam, rãnh thấp xích đạo và nhiễu động gió đông vẫn còn. Vì thế mà trong chiều và tối nay, tại khu vực Tây Nguyên cũng như là tại khu vực Nam Bộ vẫn có mưa. Mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cục bộ có nơi mưa to ở các tỉnh thành miền Nam. Trong cơn dông thì vẫn cần phải đề phòng với lốc sét cùng với gió giật mạnh. Còn về nhiệt độ duy trì ổn định, như tại thành phố Hồ Chí Minh, từ sáng tới trưa chiều thì trời còn nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất ngày có thể quanh ngưỡng là 33 độ. Đến tối và đêm, nhờ những cơn mưa mà nhiệt độ hạ về dưới 27 độ, thời tiết mát mẻ. Thưa quý vị, hiện tại núi Cà Mon, thôn Nước Lăng, xã Ba Sa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đang xảy ra hiện tượng những vết nứt ngày càng mở rộng, kéo dài, khả năng gây sạt lở rất cao nên rất nguy hiểm. Người dân nơi đây phải sống trong cảnh thấp thỏm lo âu vì sạt lở núi có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cụ thể, tình trạng này diễn ra nhiều năm qua, nỗi lo càng tăng mỗi khi mùa mưa bão. Cho dù Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ giao cho Ủy ban nhân dân xã Ba Sa chủ động vận động bà con di rời đến nơi an toàn khi thời tiết mưa bão, cùng với đó phải đảm bảo lương thực và các nhu yếu phẩm để người dân an tâm sơ tán. Nhưng chỉ có khi nào đến nơi ở mới, thoát khỏi vùng nguy cơ sạt lở thì người dân mới an tâm được. Theo Ủy ban nhân dân xã Ba Sa, dưới chân núi Cà Mon hiện có khoảng 11 hộ dân, 54 nhân khẩu là người đồng bào dân tộc Hơ Rê sinh sống. Còn người dân thì cho rằng gần 4 năm qua họ sống trong cảnh lo lắng bất an, nhất là mùa mưa bão, bởi vì ngọn núi này có thể sạt lở đất đá xuống khu dân cư bất cứ lúc nào. Vì thế, mỗi khi trời mưa lớn hoặc có bão là người dân di chuyển khỏi vùng sạt lở ở tạm nhà người quen nhằm đảm bảo an toàn tính mạng.